Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Việt Nam Sport ngày 1 tháng 8 năm 2024. Để cập nhật tất cả các tin tức về bóng đá Việt Nam, hãy bấm đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mỗi khi bản tin của chúng tôi lên sóng. Và bây giờ là những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay. Bilat Việt Nam bất ngờ bị cấm thi đấu quốc tế, không thể dự World Cup. Cụ thể, Liên đoàn Bilat và Snooker Việt Nam mới đây đã nhận được văn bản từ phía ACBS. Tổ chức này cấm các quan chức, vận động viên, huấn luyện viên Việt Nam tham dự các hoạt động giải đấu của châu Á và quốc tế trong tháng 6. Tính từ ngày 13 tháng 6 năm 2024 tới hết ngày 12 tháng 1 năm 2025. Văn bản của ACBS ghi rõ: các quan chức, vận động viên, nhà quản lý của Liên đoàn bóng đá Bilat và Snooker Việt Nam VBSF sẽ không được tham dự hay tổ chức các hoạt động giải đấu hay các sự kiện có liên quan về Bilat tại châu Á, quốc tế và tại các đại hội thể thao của châu Á. Với quyết định trên, các cầu thủ của đội tuyển Bilat Việt Nam sẽ không được tham dự đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 6, IMAC 6 vào tháng 11 tới tại Thái Lan. Ngoài ra, theo huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa, nhiều khả năng Bilat Việt Nam cũng không được đăng cai tổ chức World Cup Bilat Carol Ba Bằng vào tháng 9 cũng như không thể tham dự World Cup tại Hàn Quốc. Lãnh đạo Liên đoàn Bilat và Snooker Việt Nam cho biết, lý do khiến cho Bilat Việt Nam phải nhận án phạt nặng từ ACBS là do đã tự ý tổ chức một số giải đấu Bilat trái quy định tại Hà Nội, dù đã được khuyến cáo nhiều lần. Lệnh cấm này nếu mở rộng ra các giải đấu thế giới sẽ ảnh hưởng lớn đến các cầu thủ hàng đầu Việt Nam hiện nay như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh. Cách đây không lâu, cầu thủ Trần Quyết Chiến đã leo lên đứng số 1 trên bảng xếp hạng Carol Ba Bằng thế giới sau giải Ankara World Cup 2024 kết thúc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một cầu thủ Việt Nam bước lên đỉnh của hai bảng xếp hạng thế giới. Sẽ rất đáng tiếc nếu Quyết Chiến và các cầu thủ đẳng cấp của Việt Nam không thể thi đấu quốc tế trong 6 tháng tới. Tân huấn luyện viên Brazil loại 5 cầu thủ Việt Nam. Chiều ngày 31 tháng 7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Cristiano Ronaldo trở thành tân huấn luyện viên trưởng của đội U16 Việt Nam, thay thế người tiền nhiệm Trần Minh Chiến. Trước khi đảm nhận công việc ở U16 Việt Nam, chiến lược gia người Brazil đã ghi dấu ấn khi giúp câu lạc bộ Hà Nội lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch U17 quốc gia 2024. Nhiệm vụ quan trọng nhất của tân huấn luyện viên trưởng Cristiano Ronaldo sắp tới sẽ là phải đưa U16 Việt Nam vượt qua vòng loại U17 châu Á 2025 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Để hướng đến đấu trường châu lục, U16 Việt Nam chắc chắn sẽ được tạo điều kiện tham dự giải giao hữu Peace Cup 2024 tại Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 8. Với các đối thủ là chủ nhà U16 Trung Quốc, U16 Uzbekistan và U16 Nhật Bản. Theo đó, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã công bố danh sách tập trung 28 cầu thủ, trong đó một nửa là các gương mặt đã qua thử lửa tại giải vô địch U16 Đông Nam Á 2024 vừa qua. Lực lượng còn lại đều là những cầu thủ đã thể hiện phong độ thuyết phục tại giải vô địch U17 quốc gia 2024. Theo lịch trình, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội từ ngày 1 tháng 8. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ duy trì tập luyện tại đây đến ngày 14 tháng 8 trước khi lên đường sang Trung Quốc. Theo quy định từ ban tổ chức Peace Cup 2024, mỗi đội tuyển tham dự sẽ chỉ được đăng ký 23 cầu thủ chính thức. Do đó, sau quá trình rèn luyện trong nước, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ phải rút gọn lực lượng của U16 Việt Nam sang Trung Quốc. Như vậy sẽ có 5 cầu thủ phải nói lời chia tay U16 Việt Nam. Vị thuyền trưởng mới người Brazil cùng ban huấn luyện sẽ theo dõi sát sao quá trình tập luyện và khả năng thích ứng lối chơi của các cầu thủ trước khi đưa ra quyết định về nhân sự cuối cùng. Thủ môn Việt Kiều có động thái lạ khi trở lại Việt Nam. Tương lai của thủ môn Việt Kiều Patrick Lejeune vẫn đang nhận được sự chú ý rất lớn từ dư luận. Hiện tại, người gác đền 31 tuổi trở lại Việt Nam để chốt hợp đồng với câu lạc bộ CFC Hà Nội. Theo kế hoạch, Patrick Lejeune sẽ có buổi làm việc với ban lãnh đạo câu lạc bộ CFC Hà Nội vào ngày 25 tháng 7 để ra quyết định về tương lai tại đội bóng ngành công an. Việc thủ thành Việt Kiều Slovakia có tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ CFC Hà Nội hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Dù vậy, mới đây, đích thân Patrick Lejeune đã có động thái rất đáng chú ý. Trên trang cá nhân, người gác đền sinh năm 1991 đã bất ngờ đăng tải hình ảnh tập luyện tại bãi biển Vũng Tàu. Đáng nói, đây cũng chính là địa điểm tập huấn của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng vừa hết hợp đồng cho mượn với Patrick Lejeune và đang rất muốn mua đứt thủ môn này. Hiện chưa rõ Patrick Lejeune có rời câu lạc bộ của Hà Nội để tiếp tục thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hay không. Nhưng việc thủ môn này tập luyện tại cùng một địa điểm và thời gian với thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương khiến báo giới đặt ra nhiều liên hệ. Trước đó, Patrick Lejeune được câu lạc bộ của Hà Nội chiêu mộ về V-League thi đấu năm 2023, nhưng mất vị trí số 1 sau khi Philip Nguyễn cập bến đội bóng ngành công an. Thủ thành mang hai dòng máu Việt Slovakia, sau đó chuyển đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo dạng cho mượn. Trong mùa giải khoác áo chiến hạm đỏ, Patrick Lejeune đã thi đấu vô cùng ấn tượng, giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trụ hạng V-League 2023 và đứng top 4 mùa 2023-2024. Cá nhân thủ môn này cũng lọt vào đội hình tiêu biểu V-League 2023-2024. Được biết,
cá nhân Patrick Lê Giang rất quý mến và muốn sát cánh cùng huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Nhưng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không đáp ứng đủ điều kiện về tài chính với thủ môn Việt Kiều, nên hai bên không tìm được tiếng nói chung. Sau mùa giải 2023-2024, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải thông báo chia tay Patrick Lê Giang. Dù vậy, trong thời gian tới, khả năng thủ thành mang hai dòng máu Việt Slovakia trở lại sân Thống Nhất thi đấu hoàn toàn có thể xảy ra. Câu lạc bộ Co Hà Nội chi 14 tỷ đồng chiêu mộ Jason Pendan Quang Vinh. Trước thêm mùa giải mới, câu lạc bộ Co Hà Nội đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Thương vụ mà đại diện ngành công an hướng đến là hậu vệ Việt kiểu Pháp Jason Pendan Quang Vinh, cái tên có thể trở thành bom tấn lớn nhất của V-League 2024-2025. Cầu thủ sinh năm 1997 cũng đã có mặt tại Việt Nam trong ngày 26 tháng 7 và gặp gỡ ban lãnh đạo câu lạc bộ Co Hà Nội hôm 27 tháng 7. Theo nhiều nguồn tin, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc ký hợp đồng. Dẫu vậy, nhà vô địch V-League 2023 vẫn được cho là đang chiếm ưu thế trong việc sở hữu Jason Pendan Quang Vinh, khi cầu thủ Việt Kiều cũng đang rất muốn đến giải đất hình chữ S thi đấu. Ở thời điểm hiện tại, giá trị của Jason Pendan Quang Vinh trên thị trường chuyển nhượng theo Transfermarkt là 500.000 euro, khoảng 14 tỷ đồng. Một yếu tố quan trọng giúp câu lạc bộ Co Hà Nội có lợi thế trong thương vụ chiêu mộ Jason Pendan Quang Vinh là nhân tố 27 tuổi đang rất khao khát được nhập quốc tịch để khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai, mà gần nhất là Asian Cup 2024 vào cuối năm. Nếu thi đấu cho đại diện ngành công an, giấc mơ của nhân tố 27 tuổi sẽ đến rất gần, tương tự như trường hợp của Nguyễn Philip. Đây có thể sẽ là điểm mấu chốt để câu lạc bộ Co Hà Nội có thể sở hữu Jason Pendan Quang Vinh với một mức phí thấp hơn so với mức định giá của Transfermarkt. Người mộ cũng chờ đợi nhân tố Việt kiều chất lượng có thể cập bến V-League, sớm nhập quốc tịch và thi đấu cho những chiến binh sao vàng trong thời gian tới. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.